ghi chép một số thông tin quan trọng trong cái buổi họp ngày hôm nay, vì học câu lạc bộ thủ lĩnh ban điều hành thì cũng không phải là tuần nào cũng chẳng họp một lần, cho nên hôm nay sẽ có rất là nhiều thông tin quan trọng. Thứ ba là về văn hóa sát sao thì chúng ta sẽ bám sát mục tiêu cuộc họp ngày hôm nay đã được đưa lên trên nhóm ban điều hành của câu lạc bộ thủ lĩnh. Văn hóa sự thật, chúng ta dám nói lên sự thật mà tổ chức cá nhân cần cải thiện, điều mà chúng ta nói lên tốt cho tổ chức, và cái cách mà chúng ta nói sẽ không làm đổ vỡ mối quan hệ. Và cam kết thì chúng ta sẽ nắm bắt kỹ nội dung cuộc họp và có cái biên bản đúc kết ngắn gọn cái buổi họp ngày hôm nay. Thì trong cái buổi họp ngày hôm nay đề xuất các thủ lĩnh chúng ta cùng mở cam để hiện diện trọn vẹn với lại buổi họp nha. Ở đây có thủ lĩnh Vũ Huân, thủ lĩnh Văn Đức, thủ lĩnh Minh Hiếu, thủ lĩnh Hai Hikado, thủ lĩnh Đặng Yên và thủ lĩnh Hạnh Nguyễn ạ. Nguyễn Thị Hạnh ở đây ạ. Ở đây có hai, đây là có phải là thủ lĩnh Hạnh Nguyễn của cụm miền Bắc 2 đúng không ạ? Mời các thủ lĩnh chúng ta cùng mở cam nha. Đúng ạ. Dạ vâng ạ. Xin phép có việc không bật được cam ạ. À, mình mở cam rồi nhưng mà đã trời hơi tối chị ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh có thể cập nhật tình trạng của mình hiện tại trên khung chat Zalo nha. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có không thời gian như năm pháp họp ban điều hành của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ họp từ 4:30 đến 6:00. Và phần thứ nhất thì chúng ta sẽ check in hoạt động tháng vừa qua về Hiểu và Thương. Phần thứ hai chúng ta sẽ cập nhật hoạt động cụm tháng 12, định hướng về Tết năm 2023. Phần thứ ba của chúng ta sẽ là thực hiện một số các công việc cần làm để tổng kết năm 2022, cũng như là các thủ lĩnh chúng ta có phần là đề xuất tham gia hoạt động của Tết Tử Tế. Chương trình của chúng ta bắt đầu từ 4:30 đến 6:00 ạ. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có phần kết nối thủ lĩnh cũng như là phần thiền biết ơn. Và trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thủ lĩnh Hồng Vân cũng như là thủ lĩnh Quang Minh sẽ thay nhau điều phối các phần của hành trình ạ, của chương trình ạ. Thì bây giờ sẽ là đến phần là phát nguyện ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng văn hóa đọc. Thì xin mời các thủ lĩnh chúng ta cùng vào, chúng ta cùng vào tư thế của thủ lĩnh khi phát nguyện. Chúng ta chọn một chỗ ngồi yên tĩnh và ngồi thẳng lưng cũng như trang nghiêm. Chúng ta cùng nhau thực hiện lời thề này ạ. Các thủ lĩnh sẵn sàng, chúng ta gõ xuống khung chat nha. Dạ, cảm ơn các thủ lĩnh. Chúng ta cùng phát nguyện ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng văn hóa đọc ạ. Ngay bây giờ, soi lại chính năng tâm mình. Tôi xin phát nguyện ba lời thề từ tâm của thủ lĩnh cách mạng văn hóa đọc. Học tập suốt đời, lấy sự học làm sự nghiệp. Ứng dụng sự ngã mạn, chủ quan, cố chấp chỉ mang lại những sai lầm, khổ đau. Tôi xin nguyện học hỏi với bất cứ ai, phân biệt xa hèn, già trẻ, tấm lòng rộng mở. Tôi xin nguyện học hỏi với bất cứ điều gì, để mình trở thành một chuẩn ý hay nghiệp chứa gì. Tôi xin nguyện không bảo hiểm với sự lời biếng, chữ rơi của mình trên con đường làm được bản thân. Tôi xin nguyện sự tôn trọng để không làm tổn thương với bất kể.
Dạ, cảm ơn các thủ lĩnh. Chúng ta cùng xác quyết dưới không chat ạ. Dạ vâng, chương trình ngày hôm nay xin mời thủ lĩnh Hồng Vân tiếp tục điều phối ạ. Vâng ạ, em xin chào tất cả các thành viên. Hôm nay là buổi họp ban điều hành tháng 1 năm 2023 của chúng ta. Chúng ta sẽ có những vài phút đầu để cùng check in hoạt động của cá nhân của các thủ lĩnh và của cụ trong tháng vừa qua. Và xin mời các thủ lĩnh xem là hiện tại thủ lĩnh trong tháng vừa qua có những cái hoạt động gì ạ? Mình có tham gia văn hóa đọc vùng cao và có những cái bài học gì trong quá trình mình triển khai các hoạt động ạ? Mình có thể chia sẻ các thủ lĩnh cập nhật xem tình hình chuẩn bị Tết của các thủ lĩnh ở các vùng miền đang như thế nào nhỉ? Thì hôm nay là buổi cũng là buổi họp cuối cùng của ban điều hành trong câu lạc bộ thủ lĩnh, thì lát nữa sẽ có thủ lĩnh Đỗ Quang Minh chia sẻ về kế hoạch định hướng của năm 2023 ạ. Vâng, thì bây giờ xin mời các thủ lĩnh cùng có thể gõ vào phần ô chat hoặc tự tay chia sẻ điều gì đấy, hoặc có thể đặt câu hỏi cho bạn Nguyên Tú hoặc là bác tham vấn ạ. Các thủ lĩnh mình chia sẻ xem là bài học vừa qua của mình có bài học gì trước khi vào phần nội dung chính nhá. Đây, thủ lĩnh Thủ Quỳnh này, tinh thần mua sắm Tết năm nay của mình là tăng sim giảm mua. Buổi họp cuối cùng của năm 2022 và cũng là buổi họp đầu tiên của năm 2023. Tuần vừa qua thì Cụm miền Nam đã có một buổi offline và trực tiếp tổng kết năm 2023 của Cụm miền Nam nhá. Thì thủ lĩnh Minh Hiếu, thủ lĩnh Bùi Ánh có thể chia sẻ cập nhật vài thông tin không ạ? Mới hôm chủ nhật đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời thủ lĩnh Bùi Ánh ạ. Dạ. Thì em xin chào các thủ lĩnh trên cả nước ạ. Chúc cả nhà một ngày mới ấm áp và vui vẻ ạ. Dạ vâng, thì cuối tuần vừa rồi thì Cụm miền Nam có tổ chức một cái chương trình gặp mặt cũng như tất niên năm 2022 của cộng đồng văn hóa đọc Cụm miền Nam, thì cũng rất vui khi chương trình cuối năm vừa rồi thì cũng mọi người cũng khá là bận, nhưng mà anh em nội bộ ngoài những anh em nội bộ trong câu lạc bộ thủ lĩnh thì có các học viên của các hành trình kiến tạo văn hóa đọc cũng tới tham gia, và đặc biệt hơn là khi mình cái việc triển khai văn hóa đọc bây giờ thì đã được các bạn sinh viên cũng đón nhận khá nhiều, khi có
Như hành trình tháng 12 vừa rồi thì ngoài các bạn sinh viên ở trường Đại học Văn Lang thì có cả Đại học Sư phạm qua giáo dục tiểu học. Các bạn cũng đã quan tâm đến vấn đề về triển khai văn hóa đọc ở trong trường và mong muốn được mình hỗ trợ để triển khai văn hóa đọc xuống các trường tiểu học mà các bạn ấy đang triển khai. Và hoạt động của cụm miền Nam thì cái chương trình tổng kết này thì cũng là một cái buổi mà gặp mặt cũng như là giao lưu chia sẻ những cái bài học của năm 2022 vừa rồi và có một chút chia sẻ những cái định hướng hoạt động của 2023. Thì đấy là cái chương trình gặp mặt của cụm miền Nam. Thì ngoài ra thì anh em cụm miền Nam cũng đang sắp xếp lịch để chuẩn bị cho anh em có team, tại vì miền Nam trong này họ không gói bánh chưng nhiều nên là em cũng tổ chức cái buổi thân hòa gói bánh chưng rồi kết hợp chia sẻ để học bài học của năm 2022 cho đội ngũ có team và một vài thành viên trong cộng đồng của Thủy Linh. Là miền Nam xin hết ạ. Vâng ạ, cảm ơn thủ lĩnh Bùi Ánh đấy. Có hoạt động đấy là gói bánh chưng thì hôm đấy cũng là có các bạn nhỏ không thì các bạn nhỏ và cả các bạn lớn nữa chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về các phong tục tập quán, có thể là gói bánh chưng có thể làm trở thành đúng theo cái tiến trình học tiểu hành á, đúng theo tiến trình quả xanh quả vàng quả đỏ thì mình có thể kèm kèm luôn trong trong cái buổi hôm đấy chia sẻ. Dạ, hôm đó thì cũng sẽ có các bạn nhỏ của các gia đình của các thủ lĩnh sẽ tham gia cùng gói bánh chưng, rồi cho anh em sẽ cùng gói bánh chưng với nhau rồi kết hợp cả gói bánh chưng nhưng mà không quên kịp giáo dục, anh em vẫn phải luôn luôn nhớ cái giá trị cốt lõi của mình, đi đâu các hoạt động tổ chức cũng đều kẹp giáo dục vào đấy. Dạ. Dạ, hay quá. Đấy, xong rồi mình có giới thiệu thêm các phong tục truyền thống trong Tết của người Việt Nam, cũng hôm qua em cũng tìm hiểu các phong tục tập quán sâu hơn rất nhiều thì cũng kết nối rất là hay. Cũng cảm ơn cụm miền Nam ạ. Là hay có cụm nào trong câu lạc bộ thủ lĩnh mình có kế hoạch tổng kết hoặc là gặp nhau mặt nhau cuối năm nữa không ạ? Có cụm nào có gặp mặt các thủ lĩnh mình có thể kết hợp luôn cả các học viên trong hành trình kiến tạo văn hóa đảng nữa. Vậy còn nhà các thủ lĩnh thì tổ chức chuẩn bị Tết ở đâu rồi ạ? Đây, em có thấy thủ lĩnh Hải Tinh Tấn nhà mình năm nay tối giảm xong sắm Tết giảm gần 50% so với các Tết trước. Các gia đình của các thủ lĩnh khác thì như thế nào ạ? Nhà mình trả năm nào được gói bánh chưng? Thủ lĩnh Quỳnh Thông Xanh ở Hà Nội đúng không ạ? Phố thì càng ngày mọi người càng đi mua bánh chưng cho tiện. Thì em thấy bây giờ các nhà cũng có thể tổ chức gói bánh chưng kiểu quy mô nhỏ, gói 1-2 cặp thì đấy tượng trưng. Quan trọng là có cái hoạt động và có những cái chia sẻ để các giải thích cho các con hoặc là bản thân mình thế thì các phong tục tập quán một cách rõ hơn. Miền Trung gói bánh tét thay vì bánh chưng. Bánh tét là bánh chưng ống, của quê em gọi là bánh chưng ống. Ở thủ lĩnh ở địa điểm của thủ lĩnh của quê của thủ lĩnh Hàng Meta, còn em có nghe nói là sẽ tổ chức Tết khá là dài, khoảng trong trong vòng 1 tháng cơ, xong rồi mỗi nhà sẽ thay nhau đứng lên kiểu tổ chức nấu ăn rồi sẽ đến nhà nhau ấy ạ. Hôm qua thấy thủ lĩnh Hàng Meta chia sẻ là mình có thể chuẩn bị kiểu cỗ bàn các thứ tất nhiên trong khoảng 1 tháng cơ. Miền Nam cho thủ lĩnh Quỳnh Sống Xanh một vé vào miền Nam tham gia cuộc thi.
Bánh trưng CH nha, thủ đức Trung Hiếu. Thủ lĩnh Nguyễn Văn Đức nhà mình đã ở quê, đã gói bánh, ngoài kia đang nhóm bếp. Cứ thử xem cả là nhà tấm ảnh cho ấm áp ạ. Nhà thủ lĩnh Nguyễn Văn Đức gói bánh trưng sớm. Và tối qua thủ lĩnh Đức có thức để ăn khởi bánh trưng. Nãy là có thủ lĩnh Hiếu ở miền Nam, thủ lĩnh Hằng Meta ở miền Trung, rồi vào Tây Nguyên một chút ạ. Thủ lĩnh Hải Tinh Tấn và thủ lĩnh Tiến mình có tiện chia sẻ không ạ? Thủ lĩnh Quốc Tiến ạ. Thì cho Tiến chia sẻ tình hình ở Đắk Lắk. Tiến ơi, Tiến chia sẻ tình hình Đắk Lắk đi. Chào anh chị em. Bên tụi em thì cũng có hầu như là đều mua hè cả thì không có đi không có gói bánh chân rất ít gói, thì toàn là gửi hàng xóm gói dùm không à, nhưng không biết gói. Rồi thì thường thì 29 kia, 29-30 mình mới nấu trong với trong xóm. Dạ, ở đây chỉ có vậy thôi. Vâng ạ, cảm ơn thủ lĩnh nhất Tiến ạ, Cúc Tiến ạ. Thế giống thủ lĩnh Cường Súng Xanh cập nhật thông tin ở ngoài Bắc thì thủ lĩnh cũng ít khi gọi bánh chưng. Các anh chị em ở quê như là quê ở em thì sẽ hay gói hơn. Hôm qua em cũng mới về nên là cũng không biết là khi nào gia đình mình gói bánh chưng nữa. Vâng ạ, thì chúng ta cũng có một phần kết nối cập nhật thông tin cá nhân của các thủ lĩnh. Dạ, bây giờ thì cùng chị sang phần uy tín của để thủ lĩnh Quang Minh chia sẻ cái định hướng của Tết năm 2023 cũng như định hướng của năm 2023. Vâng ạ, xin mời các con, xin mời thủ lĩnh Quang Minh ạ. Xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay là ngày 26, còn mấy ngày nữa thôi là đến Tết. Bình thường thì mình nghĩ là Tết là một cái lúc để anh em mình vui chơi. Thì góc nhìn của mình thì vui chơi vui cũng được nhưng mà đừng quên nhiệm vụ. Nhiều anh chị em hỏi là làm văn hóa đọc đến khi nào xong, mình hỏi là thế thì mình thở đến khi nào xong. Bây giờ thở đến khi nào xong bây giờ?
khi nào còn sống thì còn thở chứ, khi nào còn sống thì còn học chứ. Học nó không phải là mình đọc sách, không phải là mình cố để nạp thêm một kiến thức mới gì cả, mà học chỉ đơn giản là trọn vẹn với những gì mình đang làm. Học là mình thấy ra những bài học trong cuộc sống để mình vững vàng hơn thôi. Đấy, cái sự học nó rất là tự nhiên, nó rất là linh hoạt, chứ nó không có một cái hình tướng ví dụ như là phải cầm một cuốn sách lên đọc mới là học, hay là phải tham gia vào một lớp học mới là học, hay là mở loa phát thoại lên mới là học, mà mình bật tận dụng những cái hoàn cảnh đến với mình để mình học ra. Ví dụ hồi nãy bạn nhỏ nhà mình nói với mình câu này, mình chiêm nghiệm được, mình thấy hay, mình học được điều học từ bạn nhỏ nhà mình. Vừa nãy mình vì do sơ ý mình làm mình và người khác tổn thương, mình học cái bài học từ đó. Đấy, thì có những cái bài học vô ngôn trong cuộc sống như vậy, nếu như mà mình biết cách lùi lại, mình quan sát thì mình đều học được hết. Đấy, thì cả ngày 24 giờ thì chúng ta từ trừ ra 6 tiếng, 7 tiếng ngủ. Còn lại là những cái tiếng còn lại là chúng ta hoàn toàn có thể học được. Thì mình rất là mong muốn cả nhà lấy cái tinh thần học tập như vậy để mình thấy cái việc học nó rất là tự nhiên ha. Đấy. Rồi ạ. Đấy thì mình thì hướng tới cái học đó nhiều hơn. Còn tất nhiên là học mình đọc thêm rất nhiều sách và mình nghe được nhiều loa pháp thoại thì càng tốt rồi. Cái đấy là quả xanh rồi. Nhưng mà chiêm nghiệm những bài học trong đời sống và mình thấy được những bài học đó nó cũng thiết thực, không hề kém và nó tự nhiên hơn. Thì cũng để có cái tinh thần học tập suốt đời như vậy thì Tết này chúng ta sẽ cùng nhau có mấy cái điểm. Thì trong năm 2023, ở đây mình sẽ trình bày qua một tí về cái định hướng và chiến lược 15 chữ. Đấy, chúng ta có 15 chữ vàng là viết ra cái cần làm theo cái đã viết và viết ra cái đã làm ha. Lần này chúng ta có 15 chữ để mô tả về chiến lược tuần trong 15 chữ ha. Cái này slide nó bị lỗi rồi, mất rồi, mất dữ liệu rồi. Chắc là hôm qua không lưu, hôm nay thôi mình sẽ gõ lại nha. Rồi ạ, thì chia sẻ với cả nhà cái dự án của chúng ta ở đây nó xuất khởi từ nhiều nhân duyên hội tụ, nhiều nhân duyên hội tụ. Đây là dự án xã hội không phải đầu tiên của Viện Đào tạo Bách Khoa, nhưng nó tương đối tiêu biểu để đi đâu chúng ta cũng có thể bán hình ảnh, bán được cái dự án này. Bán ở đây trong mặt nháy nhá, bán tức là có thể chia sẻ về nó. Thì dự án này là dự án mà bản thân hôm qua mình với thầy cũng như một số anh chị em có sang gặp một chị ở bên Đại sứ quán Úc, vì chị có tâm nguyện có mong muốn hỗ trợ dự án. Thì thầy cũng chia sẻ và thầy cũng nói là đây là một dự án mà rất cần được xã hội chung tay. Và bản thân thầy bảo là có thể thầy không phải là người trực tiếp làm dự án này, nhưng đây là cũng là tâm huyết của thầy và tất cả những gì mà mình đang làm ở đây ấy, thì thầy rất ủng hộ đấy, và sẵn sàng làm người đồng đội của mình chứ không phải là một người sếp, một người thầy đâu, một người đồng đội.
thầy sẵn sàng là mang cái dự án này đi thầy bán. Thầy bán tức là gì? Thầy kêu gọi nguồn lực thêm cho mình, chín nhân tài vật. Thì dự án nào cũng có những người sẽ trực tiếp triển khai, có những người hậu thuẫn, có những người sẽ đồng hành một cái vài phương diện nào đó. Thì dự án Trí tuệ Việt Nam mình, đây là một dự án giáo dục cộng đồng phi lợi nhuận. Ở đây mình giải thích một tí. Là một dự án giáo dục đấy phi lợi nhuận trực thuộc của cộng đồng sống tử tế, nhưng hiện tại là đang đứng vẫn pháp nhân của nó thì vẫn thuộc trực thuộc của viện giáo bệnh viện giáo y khoa, vì cộng đồng sống tử tế thì nó không có chức năng phụ, nó không có pháp nhân, nó chỉ là một cái danh thôi đấy. Vậy về trước giờ là mình lấy toàn bộ pháp nhân của mình là từ viện giáo y khoa hết. Tất nhiên là sau này thì mình sẽ có những cái tổ chức riêng. Cái này thì thầy cũng bảo là mình sẽ khi mà dự án lớn lên thì mình sẽ làm pháp nhân riêng cho cái dự án này. Và khi triển khai dự án thì lúc đầu thì tại vì là dự án theo đúng cái tiến trình gọi là nhân duyên của cuộc sống ấy, là cái gì đủ nhân duyên thì nó hội tụ, hết nhân duyên thì nó tan. Rất nhiều dự án tại Viện Đào tạo Bách Khoa hay là từ cộng đồng của mình á, sinh lên rồi diệt đi rất nhiều rồi trong khoảng tầm mấy năm vừa qua. Mình quan sát nhiều dự án, kể cả là những dự án đó được lead bởi những người tài năng. Nhưng nhân thôi thì chưa đủ, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa, và duyên là ngoại cảnh nó cũng là một yếu tố. Thì nó cũng thể hiện đúng cái chất sinh diệt của con người, của muôn loài. Cái gì đủ nhân đủ duyên nó hội tụ, cái gì hết nhân hết duyên nó phân rã. Cho nên là trong 2023 đấy thì thầy sẽ cùng mình đi kêu gọi nguồn lực từ cộng đồng đấy, để push cho nó mạnh hơn. Nhưng mình thì thấy điều này tốt, nhưng mà nó cũng không tốt ở một điểm là đôi khi được giúp đỡ nhiều quá mình mất cái nghị lực. Cái gì mà nó khó khăn một tí, nó chông gai một tí thì nó đòi hỏi những người thực sự khát khao trên con đường cống hiến cộng đồng họ mới tham dự. Còn đôi khi nó dễ dàng quá, mọi người vào mình không biết đâu là cái người thật sự mong muốn và đâu là người tìm một chỗ nấp. Tìm một chỗ nấp thế nào? Tìm một chỗ nấp là chia sẻ với cả nhà là nếu như mà làm việc ở mô hình của mình ấy, thì tương đối lành. Mọi người cái tính kèn cựa thi đua nó không có cao, nó không có những cái hình thức gọi là ganh đua nhau đâu, không có hình thức chơi xấu nhau. Vào đây rất là khá là lành. Đó thì vô hình chung thì nó cũng có một cái mặt trái của nó. Đấy là lành quá thì mọi người sẽ không có nhiều cơ hội để tăng trưởng, phát triển. Tức là cái nó bị đặt sai hướng ấy. Cho nên là cứ từ từ cái đoạn đó. Thì hiện tại mình có mấy dự án chính. Từ trong năm sau, từ học bổng tặng cho giáo viên phụ huynh, giáo viên học sinh sinh viên, y bác sĩ. Cái này thì mình vẫn duy trì đều đặn trong các năm, trong năm. Đấy. Cái thứ hai là cái bảng sách tinh hoa thì cái này chưa đẩy mạnh được. Cái này mới dừng lại ở các bộ sách của học sinh trưởng thành và gieo hạt. Đó, mình mới dừng lại ở cái đoạn sách đấy thôi. Chưa phát triển thêm được sách cho người lớn. Trong năm vừa rồi mình cũng khởi động một cái dự án của viết sách văn hóa đọc, nhưng mà nó không có đủ nhân duyên, thời gian nguồn lực nó không có, cho nên là mình tạm treo dự án đấy lại, chưa làm tiếp được. Nhưng chắc chắn trong năm 2023 mình phải làm được cái đó để nó thành một cái giáo trình cho mọi người khi học về văn hóa đọc cho người lớn. Rồi các dự án về nhân bản mô hình văn hóa đọc này. Rồi năm sau thì sẽ có thêm chương trình đào tạo cho giáo viên và huấn luyện viên kỹ năng sống này. Rồi sinh viên sư phạm và giáo viên
thì tạm thời sắp tới mình có thể gom nó thành một chương trình. Đấy, sau này khi mà nó mạnh lên thì mình phân rã thành những đối tượng riêng biệt. Nhưng đầu trước mắt là truyền cảm hứng. Chúng ta có thể lấy cái từ chiến binh giáo dục. Đó, đấy, một chiến binh giáo dục dành cho các đối tượng này. Đó thì tương đối là nhiều. Đấy, nhiều việc. Trong trong năm 2023 thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút về cái định pháp. Khi nhân duyên thay đổi thì định pháp sẽ thay đổi. 2022 thì nó dừng ở văn hóa đọc, 2023 thì nó đẩy lên một mức mới của việc là giáo dục ba gốc. Thì xác quyết sứ mệnh của chúng ta là đào tạo và nhân bản mô hình giáo dục ba gốc rễ ở từng trường học thông qua hệ thống thủ lĩnh xác quyết trên con đường này. Ở đây chúng ta thấy đội ngũ thủ lĩnh chính là một trong đội ngũ quan trọng, là một trong đội ngũ hạt nhân để triển khai ở đây mình lý giải trong chiến lược lý do tại sao. Đây chúng ta nhìn vào cái mô hình tổng thể này, chúng ta biết là thấy thấy nó có một cái điểm đặc biệt là trong cái trận đồ này á, thì thủ lĩnh, câu lạc bộ thủ lĩnh sẽ là cái tâm, lý do tại sao mà thủ lĩnh lại là cái tâm. Nhiều anh chị em bảo rằng là mình sẽ phải xây dựng được một cái đề án, à một 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 cái hoạt động để phục vụ cho cộng đồng, nhưng tại sao lại lấy những người thủ lĩnh làm tâm. Đó thì ở đây mình chia sẻ là tâm nó không phải là cái quan trọng, mà tâm nó chỉ là thể hiện cho được một cái sự nguồn gốc của sự biến đổi thôi, chứ mình không có nói là cái nào quan trọng hay cái nào, bởi vì so sánh nó khập khiễng. Mình nói đi câu chuyện là cái gì có trước, cái gì có sau. Đấy, thủ lĩnh có trước hay cộng đồng có trước? Chúng ta cần tư duy thủ lĩnh có trước hay cộng đồng có trước? Rất là mong các thủ lĩnh cùng thấm gọi là nắm được cái chiến lược này, vì mình phải giải mã từng cái đoạn một ạ. Lý do tại sao lại từng đoạn một thì chúng ta đi nó sẽ chắc hơn khi mà tất cả anh chị em của chúng ta thấu hiểu một cái chiến lược chung một cách rất đơn giản. Đó, còn tất nhiên là nó phục vụ, nó khó khăn, nó nhiều thứ nó sẽ xảy ra đấy, nhưng mà mình cứ đi dần dần ha. Ở đây ạ, mình nhiều người nói rằng là thủ lĩnh có trước hay cộng đồng có trước, thì bảo là thủ lĩnh phải đi ra từ cộng đồng. Các ông nhìn bảo không, mình say no với việc đó. Vì trước không có chuyện có cộng đồng có trước, mà chỉ có nhóm người có trước thôi. Một nhóm người với nhau không được gọi là cộng đồng. Ví dụ ba ngồi nói chuyện với nhau đấy không gọi là cộng đồng, đấy gọi là nhóm người ngồi nói chuyện với nhau. Thế nào là cộng đồng? Khi đó ở đó có chung một vector. Ví dụ bạn với tôi đến với nhau, hai người có cùng một định hướng, có cùng một chí hướng, có cùng một hướng đi, có cùng một khát khao mong cầu nào đó, có cùng một cái con đường để cùng nhau hành động. Giống như ngày xưa tất cả những người trong tăng đoàn của Đức Phật thì mong muốn tu tập, mong muốn giác ngộ. Những người theo vào lý tưởng cách mạng, họ là mong muốn là giải giải phóng đất nước, cả nhà thì hiểu ý tưởng không ạ? Đấy là cộng đồng. Còn nếu như chúng ta gọi là ngồi nói chuyện với nhau đơn giản ở quán nước thì không gọi là cộng đồng, gọi là nhóm người thôi. Vậy thì trước khi mà có thủ lĩnh thì sao? Sau khi có thủ lĩnh thì sao? Trước khi có thủ lĩnh chỉ là những nhóm người có những cái mong muốn manh muốn với nhau, không cùng chung vector và không có sự kiến giải với nhau rõ ràng. Và người thủ lĩnh có một cái trách nhiệm là gì? Là đứng lên quy tụ mọi người lại, chia sẻ về định hướng chung để nhất quán cái định hướng đó với tất cả mọi người, chung cái tư tưởng. Và sau khi mà người thủ lĩnh rời đi thì cộng đồng sẽ được có chung một định hướng, và có thể người thủ lĩnh sẽ tiếp tục duy trì cái định hướng đó cho chung cả cộng đồng. Đấy là trước và sau. Vậy nên cho nên là cái gì có trước, cái gì có sau, thì nhóm người có trước, thủ lĩnh có sau, nhưng sau khi có thủ lĩnh thì có cộng đồng. Vậy thì tiến trình của chúng ta là gì? Là nhóm người sinh ra thủ lĩnh, từ thủ lĩnh sinh ra cộng đồng. Đó, từ thủ lĩnh để sinh ra cộng đồng. Giống như kiểu là dẹp loạn 12 sư quân đấy cả nhà.
Đấy, thế cho nên là đồng ý là nhóm người có trước nhá. Nhờ nhóm người để thủ lĩnh thấy rằng là nó hỗn loạn, nó không chung vector, nó không chung định hướng. Cả quốc gia chúng ta mà chung một cái định hướng thì tuyệt vời biết bao. Cả cộng đồng của mình chung một cái định hướng thì tuyệt vời. Cả một tổ chức cũng chung nhau một cái định hướng nhất quán về một tư tưởng, nhất quán về một cái chiến chiến lược. Cái trường hợp là gì? Là mỗi người muốn một kiểu, sau đó thì không có nhất hướng. Khi không có nhất hướng rồi, định pháp mà không rõ ràng, tư tưởng không rõ ràng thì chắc chắn trong quá trình hành động rất khó mà hiểu và thương với nhau. Đấy, bởi vì chúng ta vẫn là những người có rất nhiều những cái tâm bất thiện nảy sinh trong quá trình, nên là không có một cái neo lại để cái tâm bất thiện của mình được ngăn ngừa ấy, thì kiểu gì nó cũng phóng đi. Nhưng mà nhờ cương pháp, nhờ định pháp để neo lại những cái tâm bất thiện, để cái tâm bất thiện nó nảy sinh, nó không bị quá đà. Cả nhà cứ nhớ đấy, cái câu câu này giúp mình để chiêm nghiệm trong cuộc sống nhé. Khi một đội nhóm chung không có một mục tiêu rõ ràng, tức là không có định pháp, không có một cương giới rõ ràng, tức là cương pháp, thì rất nhiều tâm bất thiện của mọi người không được có cách để xử lý, gần như không có cách để xử lý. Ở đây chúng ta cứ quan sát trong cuộc sống nhé, cái này phải chiêm nghiệm cơ, còn lý thuyết nó chỉ vậy thôi. Ví dụ như là hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, hai người đang ngồi làm việc với nhau, không có một định hướng chung, không có một mong muốn chung, thì kiểu gì thì kiểu đến lúc mà mỗi người sẽ phóng đi cái muốn của mình và muốn mọi người khác theo ý của mình và giải thích cái vấn đề đó theo ý hiểu của mình, nhưng không dựa trên một nền tảng cơ sở chung, thì kiểu gì nó cũng mâu thuẫn đấy. Cho nên là trong mô hình của mình quay trở lại để lý giải từ cái này nhá, lý giải từ cái việc là lại tức là từng từ từng chữ ở đây là mình phải hiểu rất rõ ràng: đào tạo và nhân bản, đào tạo khác và nhân bản khác đó, đào tạo và nhân bản mô hình giáo dục ba gốc rễ và từng trường học thông qua hệ thống thủ lĩnh xác quyết trên con đường cách mạng bằng việc chia nhỏ thành ba dự án lớn: cách mạng văn hóa đọc, cách mạng giáo dục trẻ em và dự án huấn luyện kỹ năng sống. Đây là ba cái dự án chính của mình, sau này mình sẽ cấy những cái chương trình này vào trong khối nhà trường và bắt đầu bằng mũi khoan lớn của văn hóa đọc. Đấy, trong chiến chiến tranh thì nó có ba cái tiến trình. Trong chiến tranh thì có ba cái tiến trình là để mà thâu tóm được một cái tổ chức ấy, thì nó có ba cái tiến trình. Tất nhiên cái này nó hơi mưu hèn kế bẩn một tí. Đầu tiên là thâm nhập. Thâm nhập tức là quá trình được cấy một cái mũi khoan đầu tiên. Sau đó thì bành trướng và thứ ba là thâu tóm. Thì đấy đấy là một cái chiến lược để thâu tóm bất cứ một đơn vị nào. Đầu tiên là thâm nhập, trước là mình vào mình quan sát, mình học hỏi, mình vào mình chiêm nghiệm, mình vào mình thấy mọi thứ nó như thế nào. Đấy, giống như việc là bây giờ chiến dịch mình muốn đồng hóa một cái dân tộc thì đầu tiên mình phải thâm nhập trước, mình đưa người dân của bên mình sang ở, truyền bá văn hóa, tôn giáo, chính trị, đúng không? Đấy là thâm nhập. Bành trướng tức là phát triển cho nó mạnh lên để lấn át những cái văn hóa cũ, xưa cũ, mình đàn áp chuyện những cái gì xưa cũ của mọi người ấy, là nó bị yếu đi. Rồi những cái thủ lĩnh mà phát hiện vọng phong trào ngày xưa ấy, là mình phải triệt tiêu. Đấy là bành trướng. Cuối cùng là sau khi mà nắm được tất cả những phần đó thì nó thành thâu tóm. Đấy, thế thì cái đấy là làm với tâm bất thiện. Vậy thì nguyên lý này nếu như chuyển sang một cái tâm thiện thì nên như thế nào? Cũng giống như vậy, khi chuyển ba cái chiến lược ba phân đoạn này sang một cái dự án mà có phát triển tâm thiện, thì đầu tiên thâm nhập thì chúng ta gọi là kết nối, bành trướng chúng ta gọi là khơi nguồn, và cuối cùng là thâu tóm chúng ta gọi là khởi nghĩa, đúng không? Ở đây cả nhà thấy từ ba cái N, nhưng bản chất là mình lấy từ cái chiến lược của làm chiến tranh ra ấy, nhưng mà mình biến nó trở thành một cái vấn đề gì rất đơn giản. Và phát triển tâm thiện là gì? Đầu tiên vào là phải kết nối, đúng không? Chúng ta chọn một mũi khoan đầu tiên để kết nối. Vậy thì chiến lược của chúng ta trong 2023, khi mình xác định một cái vấn đề là mình nhân bản mô hình ở trường học. Ở trường học vì sao? Bởi vì trường học có sự tác động xã hội, đúng không? Tác động xã hội, mình nhấn mạnh là cái từ tác động xã hội nha cả nhà. Nó có tính tác động xã hội rất là cao. Đấy, tác động xã hội. Trường học là một một trong những cái đơn vị có tính tác động xã hội rất cao. Và lý do tại sao chúng ta lại chọn cái mũi khoan của văn hóa đọc? Lý do tại sao chúng ta lại chọn mũi khoan của văn hóa đọc? Thì chúng ta có rất nhiều mũi khoan. Bây giờ nhiều người đến bảo rằng là tôi muốn xây dựng lại quy trình, rồi cải thiện lại về trường học cho nó tốt lên thế này thế kia. Ok, tuyệt vời quá, nhưng bắt đầu từ đâu? Vậy chúng ta cần một mũi khoan, hay trong trong chiến tranh gọi là thâm nhập.
Còn chúng ta gọi con từ là kết nối, tức là có một mức khoan để hai bên gặp nhau để nói chuyện, để chia sẻ, để thảo luận, để làm việc chung với nhau vào một cái việc nhỏ trước đã. Và cái nếu như xét về góc độ của 4 điểm thì cái văn hóa đọc nó có một cái thuận lợi là gì? Nếu xét về góc độ của 4 điểm nha, là đây là một trong dự án được bộ rồi sở và rất nhiều phòng giáo dục là ủng hộ và có xu hướng triển khai. Và gần đây có một ngày là ngày 21 tháng 4 là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Tức là từ giáo dục đã có ý thức về việc triển khai văn hóa đọc. Nhưng cả nhà biết không? Hoàn toàn chúng ta đang thiếu một cái định hướng là văn hóa đọc đi đến đâu. Đấy, mình đọc đề án thì thấy nó không chỉ rõ ra rằng là văn hóa đọc phải đi đến đâu. Triết lý cốt lõi của nó là gì? Là nó không rõ ràng. Và chia sẻ với cả nhà, trong cuốn Trường học sáng tạo của cách mạng từ gốc rễ giáo dục chuyển hóa, thì tác giả Ken Robinson có nói một câu rất hay là phần lớn giáo dục đang được đặt trong một cái mục, trong một cái mục đích để phục vụ cho kinh tế và chính trị thôi. Giáo dục không được đặt trong một bản thể của nó là khơi nguồn tiềm năng đạo đức và lòng trắc ẩn bên trong từng người. Tức là giáo dục bây giờ đang bị coi là một công cụ, đang được sử dụng thành một công cụ của kinh tế và chính trị. Muốn phát triển kinh tế thì hãy bắt đầu từ giáo dục. Đó, kiểu như vậy. Nhưng nguyên thủy của giáo dục không phải là để phục vụ kinh tế, không phải là phục vụ cho mưu đồ chính trị. Mà giáo dục, cái bản thể nguyên thể của nó phải giúp cho mỗi một người khơi dậy được bên trong con người của họ lòng trắc ẩn, sự từ bi, trí tuệ, cũng như là khai phá những khả năng tiềm ẩn bên trong của từng con người. Chứ không phải là đồng hóa rồi sử dụng các phương tiện để giúp cho mỗi người đạt được cái mưu đồ của những người cầm quyền hay là của những người làm chính trị hay làm kinh tế. Đó, cái này là cái rất vi tế nhá. Cho nên là mình giải thích từng cái đoạn, có thể là với nhiều người mình sẽ không giải thích kỹ về mặt chiến lược tại sao chúng ta lại chọn cái này nhá. Tức là mục đích của chúng ta rất rõ ràng là chúng ta mong muốn xây dựng lại những hệ thống giáo dục, đặc biệt là khối trường học để tác động được vào, thì chúng ta đi từng bước một. Và tầm nhìn này chúng ta đi trong vòng tối thiểu 10 năm. Tí nữa sẽ chia sẻ với cả nhà ba phân đoạn 10 năm. Thực ra mình có thể vẽ lên 20 năm. Nhưng mà thôi, cứ 10 năm trước, không biết có sống được 20 năm nữa không. Để làm, nhưng mà cứ ít nhất là cứ vẽ 10 năm đã rồi chúng ta tính tiếp. Khi mà cái nguồn lực nó nhiều lên, chúng ta mới đủ dữ kiện để có một tầm nhìn dài hơn. Còn bây giờ vẽ lên nó chỉ là tưởng tượng thôi. Đấy. Nhưng là đến phân đoạn, mà đến giai đoạn thứ ba chúng ta đến cái phần nhân bản mô hình trường học ấy. Đó. Cho nên bây giờ nhiều người bảo rằng cứ copy mô hình của Tự Đức, mình nói không thể copy được. Copy là copy phần xác thôi, là có West Point, có trường này, trường kia, có bán biển bảo hiệu, biển hiệu như thế nào, có khu ăn, khu bếp, chương trình nào. Mình chia sẻ đấy là hoàn toàn phần xác hết. Bởi vì hồn của gì? Hồn của một trường học nó nằm ở toàn bộ hệ thống lãnh đạo cộng với giáo viên. Kể cả là chúng ta có đẩy chương trình có hay đến mấy vào, nhưng những cái người sử dụng cái giáo trình đó họ không phải là cái người thực sự yêu cái sản phẩm đó, không bao giờ làm được. Mà để chuyển hóa và tìm được những con người giáo viên và tâm huyết như vậy, chia sẻ với cả nhà, mất nhiều năm để đào tạo, để huấn luyện. Và không phải ai ở Việt Nam cũng có thể phù hợp với điều đó. Nên là cái việc không hề đơn giản. Nên là dục tốc bất đạt mà chúng ta muốn đẩy mạnh nhiều hơn, và nhân bản mô hình Tuệ Đức mình chia sẻ phiên bản phần xác thôi. Để mà xây dựng được một cái ngôi trường giống phiên bản giống hệt nhau trên khắp cả nước thì nó dễ. Đấy. Đúng không nào? Thuê lại trường rồi design lại nó, thậm chí hệ thống chương trình đào tạo được có thể đưa mang sang được. Mình chia sẻ là để chuyển hóa được một con người nó không hề dễ như vậy. Cho nên là mình tác động từng phần. Vậy thì cách mạng văn hóa đọc ở đây nó chính là một cái mũi khoan đầu tiên, vì nó phù hợp với nhân duyên từ chỉ đạo của ban lãnh đạo, từ ban lãnh đạo của ngành giáo dục ấy. Cái thứ hai nữa là nó là mũi khoan đơn giản, dễ làm và có thể triển khai rất rõ ràng. Đấy, sau này khi mũi khoan này chắc, chúng ta định hình được những người thủ lĩnh tại trường, chúng ta mới biết mới nhắc sang những cái bảng tiếp theo. Còn nếu không hơi khó làm. Đấy. Vậy thì đấy chính là một trong những cái mũi khoan của mình đi. Tầm nhìn vượt thoát của mình là kiến tạo một quốc gia toàn dân để trở thành một chiến binh giáo dục chuyển hóa bao gốc. Tức là ở đây cái từ chiến binh giáo dục này không có nghĩa là ai cũng đứng lên làm thầy đâu, không phải đâu ạ. Chiến binh giáo dục ở đây tức là mình xác nhận của mình nó có hai vai trò lớn. Một là luôn có ý thức giáo dục chính mình. Và giáo dục chính mình nó có nhiều cấp độ lắm. Và trong đó có một cái cấp độ quan trọng nhất là giáo dục chính mình trong từng phút giây. Tức là gì?
Bình thường thì giáo dục của mình nó chia thành mấy, trước mình có chia thành 5 cấp độ thì phải, đúng không? Cấp độ đầu tiên là cái cấp độ giáo dục kiểu thích làm gì thì làm, không làm thì thôi, không 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 có ý thức giáo dục bản thân. Kiểu không có ý thức giáo dục bản thân, nó sinh ra rất bản năng nguyên thủy. Đấy. Cái đường lối thứ hai là giáo dục kiểu cưỡng bức, là gì? Là chỉ học vì bị bắt ép thôi. Học là bị bắt ép, đây là đường lối thứ hai là giáo dục cưỡng bức, bắt ép học. Cái kiểu thứ ba là giáo dục kiểu đường lối cực đoan. Đấy, cực đoan tức là gì? Là vì một lý tưởng, một mưu đồ nào đó nên mình mới học, và học rất tự giác nhé. Chứ không phải là, còn cái giáo dục mà bị ép học thì gọi là giáo dục cưỡng bức. Còn cái người học tự giác học tập nhưng mục tiêu học tập thì rất cực đoan. Ví dụ mình, các đồng chí ở đây là một số anh em là mong muốn là đảo chính, mong muốn là phản động, mong muốn là làm những việc xấu ác. Thế cho nên là mình học, ví dụ mình học chế tạo máy để có vũ khí đi bắn nhau, mình học thiết kế ra cái phần mềm nào có thể cấy được vào để lấy được dữ liệu của mọi người để mình trở nên giàu có, kiểu kiểu như vậy. Thì đấy gọi là giáo dục cực đoan, khi người học rất tự giác học và học tập ngày đêm nhưng động cơ học thì không trong sáng. Đấy. Và đường lối thứ tư của chúng ta là giáo dục tích cực. Là giáo dục tích cực tức là gì? Là mục tiêu rất sáng, học tập rất đơn giản, học tập rất chủ động. Đấy, mục tiêu vì Tổ quốc, vì đồng bào, đấy, vì rất nhiều lý tưởng cao đẹp. Đấy, và học không chỉ cho mình nữa mà học cho để phụng sự cống hiến. Thế giáo dục thứ tư, giáo dục tích cực. Và đường lối giáo dục quan trọng nhất là gì? Giáo dục tỉnh thức của mình ấy, là gì? Là biết cách giáo dục chính mình trong từng phút giây. Đôi khi cũng chẳng cần có một cái động cơ gì quá lớn đó, chỉ đơn giản là gì? Nhận biết rõ ràng bản thân mình trong hiện tại và điều chỉnh bản thân mình trong từng phút giây. Đấy, cái đấy là cái khó nhất. Cái sự học đấy là học cả đời. Bởi vì rất nhiều người sau khi đạt được mưu đồ của mình gần như họ không học nữa. Rất nhiều người học ngày học đêm để có một cái bằng đại học, và sau khi thỏa mãn cái mục tiêu đó họ không học đại học nữa, họ không học chăm chỉ nữa. Đó. Thế cho nên là rất nhiều người khi đạt được mục tiêu là không học nữa, bởi vì học có mục tiêu rất rõ ràng để đạt được cái điều gì đó. Nên góc nhìn của mình, cái quan trọng nhất giáo dục bản thân mình, không có câu chuyện là đạt được cái gì. Hôm nay anh có hoàn toàn có thể một cái tâm tĩnh lặng, mình cảm thấy hôm nay mình ngon nghẻ, tâm mình bình an, nhưng ngày mai nó lại sao động trở lại. Không biết các thủ lĩnh có trải nghiệm điều này không? Nên là không có chuyện là ngày hôm nay mình tốt, ngày mai mình tốt. Cho nên luôn luôn phải có ý thức giáo dục bản thân mình là như vậy. Còn cái giáo dục mà ví dụ như là mình luyện luyện một cái kỹ năng nào đó nhá, thì hôm nay mình tốt, ngày mai mình vẫn có thể tốt tiếp được. Nhưng riêng giáo dục chính mình, cái tâm mình ấy, thì nó không đi theo đường lối kiểu tuyến tính như vậy. Ví dụ ở đây một số anh chị em mà biết bơi, tập bơi xong gần như không, rất ít khi bị quên tập bơi. Ở đây mình tất nhiên cũng có, nhưng cơ bản là không mất mát nhiều. Kỹ năng nó là như vậy. Nhưng mà riêng huấn luyện tâm thức thì nó không giống như huấn luyện kỹ năng. Huấn luyện tâm thức là hôm nay nó bình an, ngày mai nó có thể sao động. Chứ không có chuyện là hôm nay mình luyện skill kỹ năng bình an, ngày mai mình tiếp tục bình an được. Cho nên là luôn luôn phải có ý thức giáo dục lại chính mình là như vậy. Cho nên là khi mà mình đưa ra được một cái mong muốn là muốn ai cũng trở thành một cái người làm giáo dục, nhưng 80% chúng ta đặt cho mọi người một cái năng lực là tự giáo dục chính mình. Còn phương pháp thực hành thiền, thực hành học gì đó tùy mỗi người, những cái sứ mệnh chung, có một cái tư tưởng chung đã. Thì đấy chính là một cái tầm nhìn vượt thoát của mình. À, còn cái việc thứ hai là sau khi bạn làm tốt rồi thì bạn lan tỏa cho người khác, bạn làm gương, làm thân giáo cho người khác, thì đấy là cái xạ tự nhiên hương. Tự nhiên nó sẽ xảy ra. Không cần phải phải huấn luyện kỹ càng mọi người để trở thành một cái người đi lan tỏa chuyên nghiệp, bởi vì chuyên nghiệp quá nó lại thành marketing. Nó lại mất cái tính thân mật, chân thành đi. Khi mà đi quá nhiều vào skill và kỹ năng mà quên đi cái nội hàm của nó là gì. Thì đấy chính là tầm nhìn vượt thoát của mình ha. Và cuối cùng, ba lời thề từ tâm của chúng ta, ba lời thề từ tâm chúng ta có đổi một chút sang năm 2023: học tập suốt đời, lấy giáo dục là sự nghiệp. Đó, tức là lấy một cái sứ mệnh cao cả hơn, khó hơn là giáo dục và sự nghiệp của mình. Là những thủ lĩnh anh chị em chúng ta ở đây là cùng nhau lấy cái này. Như mình nhấn mạnh lại là giáo dục ở đây nó không nằm ở việc là cậu có học sư phạm đâu mà làm giáo dục. Không. Đơn giản là một là giáo dục lại chính mình. Mình hay tham lam, sân hận, si mê.
mình hay có những cái hành vi bất thiện trong đời sống thì mình sẽ nhận ra để mình điều chỉnh để không bị nó sai xử mình. Cái thứ hai là mình biết cách giáo dục con cái, người thân bên xung quanh mình một cách tự nhiên. Giáo dục không phải là mình giáo điều. Giáo dục chỉ đơn giản là mang lại cho họ cái điều mà thực sự có ý nghĩa với họ. Đấy là giáo dục. Thì giáo dục không phải là con ngồi đấy bố nói cho con nghe, hay là con ngồi đấy mẹ nói cho con nghe, hay em ngồi đấy anh nói cho mà nghe. Không phải. Nói đấy nó chỉ đơn giản là khẩu giáo thôi, còn thân giáo rồi mà trong đời sống của mình có những thứ. Một đứa trẻ bạn ấy giận lên, mình chỉ đơn giản quay lại ôm bạn ấy một cách tự nhiên thôi. Đấy là giáo dục. Một bạn ấy bạn đang khóc, mình chỉ đến mình ôm bạn một cái thì đấy là giáo dục. Chứ không có nghĩa là con là sao tại sao con khóc? Giờ khóc là tâm gì vận hành thì tôi là hỏng. Với đứa trẻ không thể nào họ nói được câu gì đó. Đôi khi với đứa trẻ chỉ cần là hành động thôi. Bạn ấy đang giận dữ bực bội mình đến mình ôm bạn một cái. Thế cho nên là có một phương pháp rất hay trong giáo dục những bạn nhỏ mà hay có tính côn đồ nóng giận là những người thầy phải là những người vô cùng can đảm. Khi mà bạn ấy có cái hành vi mong muốn bạo lực với những người khác và giận hãi thì những người thầy thường đến ôm bạn ấy. Thì ôm nó có hai chức năng. Một là mình truyền được cái năng lượng bình an cho bạn ấy. Cái thứ hai là gì? Ôm rồi mày chạy đi đâu nữa mà đánh nhau. Có lâu mới đi được nữa. Thì mình chỉ trì hoãn cái cơn giận bạn khoảng tầm 3 phút, 30 giây thôi. 10 giây thôi là cơn giận nó đã lắng đi và bạn ấy sẽ bớt hành vi xấu xấu ác đi. Hành vi bất thiện đi. Thì giáo dục nó đơn giản như vậy thôi, nó đi vào được từng hành vi nhỏ trong đời sống. Thì đấy, đơn giản là như vậy nha cả nhà. Thì trong cái mô hình này, trong năm sau của chúng ta tương đối nhiều dự án. Ở đây chúng ta thấy mình chúng ta có 14 cái dự án khác nhau này này. Triển khai thì hầu hết các thủ lĩnh đều biết các dự án này hết rồi. Có điều là một số dự án mới bổ sung vào đây là dự án thứ 10 này. Là chúng ta có GNS Talk sẽ gia nhập vào trong liên minh các dự án cộng đồng. Đấy, thì cả nhà chắc không biết là anh em có biết những cái chương trình như là Tết Tử Tế hay là một số kênh. Rồi khi mà cả nhà mua cái loa pháp thoại về nó có những cái câu dẫn thì đấy, tất cả sản phẩm đó là của GNS Talk. Đó, rồi dự án kỹ năng sống. Tiếng Anh ba gốc thì gia nhập được khoảng tầm 3 tháng rồi. Còn kỹ năng sống thì cũng khoảng tầm 2 tháng. Là các kỹ năng rèn luyện phát triển nghị lực cho các bạn nhỏ và người lớn. Trong năm 2023 thì sẽ có thêm người lớn, cách trại cho người lớn. 2022 thì chủ yếu cách trại cho các bạn nhỏ. Chúng ta có thêm dự án thứ 13 là dự án Temple Stay, tức là sống ở chùa. Dành cho những người chưa có duyên với đạo lý, chưa có duyên với chánh pháp và đang hiểu chánh pháp hay hiểu học đạo là cái gì đấy rất là mê tín tín ngưỡng chứ chưa hiểu thuần là vào chùa, chùa chính là trường. Nhưng phần lớn rất nhiều ngôi chùa chúng ta đây là cũng không có chức năng của chùa là trường nữa, mà là chùa chỉ là nơi để thờ tự, để cung kiến lễ lạy thôi, chứ không phải là nơi mà giáo giáo dục. Chùa bản chất là một nơi, một trường học. Trường học dạy gì? Trường học dạy trí tuệ. Đấy, cốt lõi nhất của chùa là phải dạy cho con người ta trí tuệ, từ bi. Là hai cái gọi là hai cái bộ môn quan trọng nhất, trí tuệ và từ bi, là chức năng của chùa phải đào tạo được cho tất cả những môn sinh đến học hoặc là gọi là các Phật tử đến học. Bây giờ chùa của mình là trở thành nơi cúng kiến lễ lạy tín ngưỡng, sinh hoạt tín ngưỡng nhiều hơn, bởi vì sau khoảng tầm 2600 nó được pha tạp rất nhiều bởi nhiều nền tôn giáo khác nhau, nhiều lắm, nhiều nền tôn giáo khác nhau lắm, từ đạo Mẫu, đạo Lão, đạo Khổng, rồi đạo tổ tiên, rồi đủ các thể loại các loại đạo khác nhau được trộn vào với nhau một nồi thập cẩm ở chùa. Để chúng ta vào thấy chùa thấy các tượng đủ các loại ông, không biết ông nào toàn mặt rất là dữ tợn đúng không? Đó, chúng ta không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Thì ở đây tôi muốn là cái chương trình này, chương trình mà cho mọi người tìm về cái ý nghĩa nguyên thủy của việc là việc tu tập là gì, để mọi người hiểu nó một cách đơn giản khoa học giáo dục, chứ không hiểu nó dựa trên góc độ của tâm linh tín ngưỡng một cách rất thuần túy như ngày xưa mình hiểu. Thì đấy là chức năng của Temple Stay. Còn để học sâu hơn về nó thì phải đi các trường thiền, đi gặp các vị thiền sư. Chúng ta không giải quyết được bài toán đó. Thì đấy là bài toán thứ 13 nha. Và cái thứ 14, 14 là dự án thiện nguyện nồi cháo xanh. Đấy, dự án này là dự án mà triển khai là gì? Là mình sẽ nấu cháo và phát cho những người bệnh nhân tại các bệnh viện, hoặc là những người nghèo, những người công nhân, những người vô gia cư. Đó, thì chia sẻ với cả nhà là
Hôm trước anh em có đi phát cháo tại bệnh viện ca ở Tân Triều. Bệnh viện ca là bệnh viện ung thư nha cả nhà. Những người đến là họ chọc hết đầu. Chọc hết đầu. Bởi vì sao? Xạ trị hóa trị mà, chọc hết đầu. Thì những người mà chọc đầu như vậy thì nhanh lắm, một thời gian ngắn nữa thôi là họ sẽ không còn 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 được thể trạng sức khỏe tốt nữa. Thậm chí là nhiều người sẽ qua đời và họ sẽ phải biết điều đó. Thì ở đây mình chia sẻ là khi đến đó chúng ta không phải là đến đó chỉ để đơn giản là phát nồi cháo rồi cho họ đâu, mà mình nghĩ là mình phải cứu mình ấy. Mình đừng tưởng mình hơn ngon hơn họ. Chia sẻ là bây giờ mình nhìn như vậy thôi, nhưng cuộc sống vô thường, sinh lão bệnh tử ai cũng gặp, ai cũng gặp. Vậy thì chúng ta phải biết cách là gì, nhìn họ như một sau này rồi chúng ta cũng như họ, nhưng có thể là một cái trạng thái bệnh khác, một trạng thái đau về thân kiểu khác. Nhìn thấy họ để thấy được rằng này, sau này chúng ta cũng sẽ như vậy, để chúng ta biết cách chấp nhận dần cuộc sống. Và người thân của chúng ta rồi một ngày nào đó cũng sẽ kiểu như thế. Hôm nay nó tốt, hôm nay nó đang vui vẻ, chúng ta nói điều này có thể nhiều người sẽ thấy nó hơi xa vời và thấy nó cảm giác như kiểu nó không không có gì chạm đến mình. Nhưng khi hoàn cảnh nó đến với mình, lúc đó chúng ta mới giật mình nhận ra ngày xưa chúng ta đã không có sự chuẩn bị kỹ cả. Ở đây nhiều người nói rằng là nói điều này có tiêu cực không? Thì mình bảo là không tiêu cực. Vì chúng ta chỉ có thể tiêu cực khi vẽ ra những thứ không có thật. Còn chúng ta hoàn toàn là người rất chủ động khi đối diện với những thứ chắc chắn, mình nói là chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình. Làm gì có chuyện tiêu cực ở đây? Đây là cách chúng ta đang học đối diện với cuộc sống mà. Còn chúng ta chỉ vẽ ra những thứ gọi là có thể xảy ra hoặc không thôi. Bây giờ ai ở đây chắc là mình sau này mình không không bệnh không chết nào? Ai cũng bị điều đó. Ai không chắc là người thân của mình không bệnh không chết? Khi mà thứ mà chắc chắn xảy ra chúng ta phải đối diện. Còn cái thứ mà không có thể xảy ra hoặc không thì mình không nói. Đó, thì cho nên là khi nói về cái bệnh, khi nói về cái chết là nói những thứ chắc chắn sẽ xảy ra. Chứ chúng ta không phải là nói những thứ tiêu cực và bánh vẽ cho nó. Cho nên là khi mà mọi người làm cái dự án thiện nguyện nồi cháo xanh này cũng phải có cái tâm thức đó. Thì nó mới ý nghĩa được. Đến đó chúng ta thấy được, quan sát được. Thì tự nhiên tình thương chúng ta khởi sinh lên cho mọi người một cách tự nhiên. Chứ không phải là thương họ thế, bây giờ họ đau ốm này, còn chúng ta khỏe. Đấy là thương của sự so sánh. Cái lòng thương của sự so sánh là khi thấy mình cao hơn người khác và thấy thương. Còn khi mà cái lòng thương của trí tuệ là gì? Khi đồng cảm, dung cảm được mình với họ, có sự đồng điệu với nhau. Chứ không phải được thương của sự so sánh. Thấy người nghèo hơn bản chất. Mà ở đây mình nói góc độ của tâm, nhiều người sẽ cảm thấy hơi phật lòng. Nhưng mà thật sự, khi tình thương mà dựa trên sự so sánh, nó hoàn toàn là không có thật. Khi chúng ta thấy một người nghèo, chúng ta thương họ, nhưng phát hiện ra chết ông này ông có nghèo đâu, ông ấy giàu mà, hết thương. Khi phát hiện ra họ không nghèo nữa là cái tình thương nó bay biến luôn. Đấy không phải tình thương, đấy là chỉ là một cái điều kiện giả 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 tạm thôi. Thì nồi cháo xanh này nó như vậy ha. Đấy thì mình chia sẻ qua về cái này và tâm của chúng ta ở đây á, tức là đâu là cái ngọn lửa giữ được nhiệt cho toàn bộ 14 cái dự án này thì chính là thủ lĩnh ở ô số 4 này. Đấy, và trước khi có cộng đồng và sau khi có trước khi có thủ lĩnh và sau khi có thủ lĩnh, thì trước khi thủ lĩnh đến thì là một nhóm người, sau khi thủ lĩnh đi là một cộng đồng. Đấy, và thủ lĩnh giáo dục. Thì chúng ta có mô hình ba trụ cột giáo dục. Bởi vì cái định hướng của mình trong vòng 10 năm là chúng ta sẽ xã hội hóa các trường học, mô hình giáo dục và cộng đồng sẽ chung tay đóng góp. Đấy, thì chúng ta cần phải có một cái mô hình trụ cột rõ ràng. Thì đầu tiên chúng ta phải có thủ lĩnh giáo dục này, chúng ta phải có mã gen nhân bản và chúng ta phải có nguồn lực xã hội. Thì cái này cả nhà có thấy quen, thì ra bản chất nó đi từ 9 nhân tài vật đi ra thôi, đúng không? 9 nhân tài vật đi ra thôi. Đấy, thì chúng ta để xã hội hóa được thì chúng ta cần ba trụ cột này. Đấy, phải có thủ lĩnh, phải có mã gen và phải có nguồn lực từ tài vật, vật lực. Tài lực mỗi người một nắm gạo và những mạnh thường quân lớn, rồi vật lực là biến mỗi căn nhà trở thành một thư viện, thành trường học. Thì cái này sẽ nói sâu sâu nha. Đây là tầm nhìn trong năm 2000, trong vòng 10 năm sắp tới.
thì giai đoạn 1 của chúng ta là xây dựng một cổng thông tin về về ba cái trụ cột. Thì cái này sau khi mà Genius Talk mà gia nhập với mình thì sẽ có cơ hội để triển khai nó mạnh hơn. Đấy. Khi mà có Genius Talk tham dự cùng thủ lĩnh và nó đọc thì sau này sẽ biến mỗi một thủ lĩnh sẽ có một cái CV riêng ngắn gọn về năm pháp trên trang của mình, để sau này ví dụ như là một người ở Tây Nguyên, một người ở miền Trung, một người ở miền Nam, thì bây giờ muốn tìm gặp những cái người thủ lĩnh hay là muốn kết nối để được hỗ trợ hay được chia sẻ thì mình có một cái kênh để kết nối toàn bộ các thủ lĩnh này với nhau theo từng vị trí địa lý hoặc từng cái nhóm ngành một. Rồi mình có một cái kênh để ở đó mọi người trao đổi thông tin, những cái blog, những cái chương trình. Rồi thư viện thì mình cũng có một nơi để lưu trữ toàn bộ tất cả những cái địa chỉ của các thư viện của chúng ta đang có, mọi người có thể đến mượn sách. Đấy, đến mượn sách để giao lưu sách. Thì đầu tiên là gì? Chúng ta đã có khoảng tầm câu lạc bộ thủ lĩnh của mình có 150 người. Thì mình đã có 150 cái thư viện di động. 150 cái thư viện nhỏ nhỏ dạng gia đình cũng được. Cứ trên hàng tầm 100-200 cuốn sách chúng ta được liệt vào trong dạng của thư viện rồi, hoặc là tủ sách tinh hoa rồi. Đấy, tủ sách thì có thể nghe nó đơn giản hơn là thư viện ha. Đó, thế giai đoạn 1 của mình 2023 trọng tâm là cái này. Để giai đoạn 2 là mình đóng gói nhân bản mô hình giáo viên và thủ lĩnh giáo dục. Đấy. Và có năng lực, có thời gian công hiến, có năng lượng, đấy giai đoạn 2 của mình. Bởi vì hạt giống từ giai đoạn 2 mình gieo thì mới định hình cho giai đoạn 3 được, là cái việc mà nhân bản mô hình ba gốc xã hội hóa 100%. Đấy, thông qua ba trụ cột tạo điều kiện để mỗi người dân Việt Nam được trở thành một chiến binh giáo dục. Đó, thì định hướng trong 10 năm là như vậy. Định hướng lớn nhất của mình là mình nhân bản nhiều mô hình giáo dục tại trường học. Và trường học của mình không phải là một cái trường học nó có một cái hệ thống tiêu chuẩn về xác. Tức là gì? Là phải có khu này, khu kia, phải có bàn ghế như thế này, như kia, không phải đâu. Làm như vậy thì làm sao mà những người nghèo làm được? Mình làm thế nào đấy để khi có tư tưởng chung rồi thì ai cũng có thể làm được trong nguồn lực của mình. Đấy, ai cũng có thể làm được trong nguồn lực của mình. Ví dụ, cái tủ sách 5 cấp độ, ai cũng có thể làm được trong những nghiệp vụ trong nguồn lực của mình. Ai mà nhà mình nhỏ, tủ sách nhỏ thì chỉ cần một tủ sách là xong. Ai mà lớn hơn thì có thể mỗi một cấp độ một kệ sách. Ai mà lớn hơn nữa, sau này mà thành một cái thư viện lớn thì mỗi một tầng nữa là một cấp độ. Cái tầng thứ 5 nữa là phòng thiền, đúng không cả nhà? Tầng thứ 5 nữa chính là phòng thiền đấy. Nhưng mà cấp độ, nhưng mà một cái tủ sách thì mình, một cái thư viện thì không làm được. Nhưng mà nếu như mà có văn hóa đọc, cấp độ 5 chính là phòng thiền. Đấy, đúng không? Rồi sau này có thể là mỗi một, nếu như mà là một cái khu giáo dục thì nó sẽ trở thành mỗi một cái nhà, nó trở thành một cái cấp độ luôn. Thì tùy, nó có thể khoách đại lên một cái lớn, nhưng có thể thu về một cái rất nhỏ. Ai cũng có thể làm được. Đấy là tầm nhìn của mình trong vòng 10 năm. Rồi tiêu điểm trọng tâm với từng giai đoạn chúng ta, một số hành trình. Thì cái này mình chia sẻ lướt nha. Sẽ ngồi trọng tâm với từng dự án sau. Đấy, từ mô hình đào tạo thủ lĩnh thì từng giai đoạn sẽ tập trung cái gì. Thì mình nói sâu về thủ lĩnh nha. Là trong năm 2023 thì chúng ta sẽ tổ chức 3 khóa đào tạo thủ lĩnh, mỗi khóa khoảng tầm 100-200 thủ lĩnh xác quyết. Và chúng ta hoàn thiện mã gen thủ lĩnh này, đào luyện để có được lực lượng xác quyết này. Đến giai đoạn 2 của mình là tập trung thủ lĩnh tư vấn dự án có khả năng lực triển khai thành công ở dự án các địa phương. Đấy, giai đoạn 3 là thủ lĩnh trở thành ban điều hành của các dự án xã hội, dấn thân trên con đường làm giáo dục quần chuyển hóa. Tức là ở đây cả nhà để ý, nó khớp với cái định hướng ở đoạn trên này này. Thì mỗi một giai đoạn thì mỗi một đối tượng sẽ có một cái nhiệm vụ riêng trọng tâm của nó. Rồi quay trở lại, tất cả những cái gì mà mình chia sẻ với cả nhà sẽ được chi tiết hóa trong cái hành trình Tết đào luyện 2023, chiến dịch 21 ngày cấy gen. Trong Tết của mình, năm ngoái mình cũng có một cái chương trình Tết đào luyện, năm nay thì cũng có một cái chương trình Tết đào luyện. Đó, và toàn bộ định pháp ở đây này. Trong 2023 thì của mình thì mình có một cái 15 chữ
một cái chiến lược 15 chữ là nhân bản trí, tinh hoa nhân, tối ưu tài vật và làm nhỏ để thắng nhỏ. Đấy, có hai chiến lược này, là nhân bản trí, tinh hoa nhân và tối ưu tài vật. Nhân bản trí, đấy, tinh hoa nhân. Đây là toàn bộ tất cả chiến lược của chúng ta trong năm 2023 thì nó sẽ xoay quanh mấy cái chữ này thôi. Nhân bản trí tức là gì? Là làm gì anh em cũng có tư tưởng đóng gói lại, viết thành quy trình để có thể chuyển giao được, thì đây là nhân bản trí. Và đặc biệt là về mã gen. Về mã gen của mình là mọi người sẽ phải cấy được mã gen của mình trong nhiều dự án. Ở đây mình sẽ viết chi tiết hơn một chút nha. Cái chiến lược nhân bản trí này. Hôm trước có viết chi tiết rồi nhưng bây giờ nó bị mất slide rồi. Đây, nhân bản trí. Nhân bản trí thì cụ thể nó có hai cái hành động cụ thể. Một là nhân bản được mã gen vào từng dự án. Đấy. Cái phần thứ hai là làm gì cũng có tư duy đóng gói để chuyển giao tới những việc nhỏ. Có những thứ nó không phải không nằm trong mã gen. Ví dụ như quy trình truyền thông chẳng hạn. Một số đồng chí làm truyền thông cũng có tư tưởng là làm xong đóng gói đúc kết lại nó. Thì có phải là tư duy đóng gói này chính là tư duy quan sát phân tích đúc kết đúng không cả nhà? Cả nhà có thấy không ạ? Hay là cứ phải đọc sách thì mới là quan sát phân tích đúc kết? Như người bị kẹt. Quan sát phân tích đúc kết phải đọc sách không? Quan sát công việc cũng là một dạng quan sát phân tích đúc kết mà. Mình làm xong tất cả những thứ mình làm mình quan sát lại toàn bộ. Đấy là quan sát. Phân tích là xem đâu là những cái nút thắt quan trọng và đúc kết lại là vậy thì để triển khai cái này thành công thì có bao nhiêu bước đúng không? Đấy, thì mình đúc kết lại được về công việc thì cũng là cái khả năng quan sát phân tích đúc kết rất thực chiến nhé. Và mình chia sẻ với cả nhà là nếu như chúng ta luyện được cái kỹ năng này là làm gì cũng quan sát phân tích đúc kết được nó một cách rất là rõ ràng thì người ta mới phục về cái năng lực tự học của mình. Thì còn nếu như mà chỉ có nhăm nhăm mà đọc sách thì mình chia sẻ chưa đủ. Mà người ta cũng cảm thấy nó xa vời bởi vì tôi không thích đọc sách. Nhưng anh chứng minh cho tôi cái năng lực tự học trong công việc nó như thế nào. Đúng không nào? Đây, làm một công việc xong. Đây, anh cứ làm đi, tôi sẽ chỉ cho anh bao nhiêu cái vấn đề trong cái việc của anh. Họ sẽ phục luôn bởi vì nói đúng cái vấn đề của họ. Thì làm gì cũng có tư duy đóng gói là như vậy. Chuyển giao. Đóng gói tức là mà muốn đóng gói được phải quan sát phân tích đúc kết được. Đây là nhân bản trí. Cái thứ hai là tinh hoa nhân. Tinh hoa nhân nó cũng có hai ý. Đấy, tinh hoa nhân ở đây nhân trong nghĩa là nhân, nhân có nghĩa là nhân sự. Và cái nhân thứ hai là nhân trong nghĩa là nhân quả. Nhân sự tức là gì? Là mỗi người luôn có ý thức chuyển hóa, đào luyện và chuyển hóa chính mình. Ở đây chúng ta gọi một cái năng lực nữa là chúng ta sẽ phải luyện được cái tuyệt chiêu gì đó. Vậy thì chúng ta ở đây là những người thủ lĩnh và đó là chúng ta phải luyện tuyệt chiêu gì? Tuyệt chiêu gì bây giờ? Để tinh hoa nhân. Cái nhân thứ hai là nhân quả. Thì trong nhân quả này lại có hai ý nhỏ. Từng ý nhỏ ở đây nó đều có mục đích nha cả nhà. Ở đây mình sẽ để 1.1 này để cho chúng ta sẽ cùng nhau rõ ràng sau này là ý nào, tránh trường hợp là đây 2.1. Hôm nay chỉ cần nói về cái phần 2.1 thôi là mọi người sẽ biết cái nào. Chỉ trong nhân quả nó lại có hai ý nhỏ 2.2.1. Tinh hoa nhân quả tức là gì? À là gì? Làm gieo nhân tinh hoa cốt lõi. Cụ thể là làm gì cũng cần xác định được đâu là việc cốt lõi, mũi khoan, trọng tâm. Để tránh lan man đấy cả nhà. Đấy, chúng ta làm rất nhiều nhưng mà không tinh hoa được cái nhân mình gieo. Thứ hai, tinh hoa nhân ở đây là gì? Là gieo nhân hướng về chánh pháp hoặc là chánh kiến hoặc là ba gốc thì tùy cả nhà. Ba gốc đi. Mọi gieo nhân hướng về ba gốc tức là việc gì hướng về ba gốc thì làm. Việc gì hướng về ba độc thì giảm trừ. Ở đây mình gọi là giảm trừ thôi. Tại vì hoặc từ bỏ. Thì tùy từng tình huống mà cả nhà sẽ phải có đường lối. Ví dụ ngày xưa mà mình không có luyện cái này thì mình đi
mình tiếp khách mình uống rượu 10 chén, như lần này đi uống rượu 7 chén, là kiểu kiểu như vậy. Đây là giảm trừ. Cũng có những người từ bỏ thôi không uống rượu nữa. Đó, thì tùy anh chị em nha, cái này mình không có can thiệp được. Mỗi người sẽ có một tình huống khác nhau, có một cái nhân duyên, hay mình gọi là có bốn điểm khác nhau. Đấy, thì tinh hoa nhân nó có mấy cái ý như này: nhân sự và nhân quả nha. Hai chấm ba là tối ưu tài vật. Ở đây mình hiểu là gì, là khai thác hiệu quả nguồn lực của xã hội. Nó bao gồm hai dạng nguồn lực: một là nguồn lực dư thừa và hai là nguồn lực đang đang sở hữu của mình. Để khai thác nguồn lực của xã hội thì trong nguồn lực này nó có tài vật, ví dụ như là nhiều người anh chị em bảo là muốn đi làm cái này cái gì cũng phải có tiền, mà không không nhất thiết cái gì làm gì phải có tiền. Mình không có tiền thì mình có người, không có tiền thì mình có vật. Đó, mình phải đi biến đổi nó đi. Chúng ta có những cái phương pháp để huy động nguồn lực là xin, mua, mượn, thuê, đổi. Xin mua vay. Còn đâu đó loanh quanh khoảng tầm phức hợp khoảng tầm 6 cái phương pháp để huy động nguồn lực từ xã hội. Thì đấy là cái phần chiến lược này. Và tiếp theo nữa là đây là chiến lược phần 1. Và phần 2 của chúng ta là làm nhỏ để thắng nhỏ. Hãy bắt đầu mọi việc bằng việc nhỏ, dễ làm, phù hợp với nguồn lực trước để khởi động. Đó, tức là cứ phải ra một phiên bản đầu tiên. Mình không chơi được đại đội, mình chơi tiểu đội. Đấy, thì đấy là chiến lược. Cái này thì sẽ được chia sẻ chi tiết hơn trong những cái buổi tiếp theo nữa cả nhà. Thời gian không có đủ. Mình sẽ nói ngắn vắn tắt tiếp này. Thì chương trình tiết đào luyện này, một là đồng bộ chiến lược này. Các team sẽ phải đưa ra được các hoạt động của mình dựa trên những chiến lược này. Và mỗi một team thì sẽ có một cái bản kế hoạch năm Pháp cho 2023 và bản thân nhé. Tức là tham gia nhiều anh chị em bảo là mình đã có kế hoạch mục tiêu trong năm 2023 chưa? Tất cả những phần này thì mình sẽ để hết ở trong trong phần kế hoạch của tiết đào luyện. Đấy, về cương pháp thì tất cả mọi người đều tham dự thì ở đây sẽ bắt buộc với thành viên Liên minh Chiến tuyển Việt Nam, còn câu lạc bộ thủ lĩnh, các thành viên thủ lĩnh thì giống như hôm qua có họp một số anh chị em có mình có đưa lên tham vấn thì sẽ có hai mức độ để cho mọi người tham dự, có thể là một mức độ giống như ngày xưa thủ lĩnh và mức độ chiến binh. Và giới giới để sống thận trọng. Còn luật là để luyện tinh thần. Đấy, mình tức là mục tiêu rất rõ trong việc có cương pháp và giới và luật. Giới là để sống thận trọng và tinh tế hơn này. Luật là lấy luật để luyện tinh thần huyền không, tức là chấp nhận vô điều kiện. Nhiều anh chị em trước mình học văn học chuyển giao mình sẽ thấy luật nó đôi khi nó hơi cứng một tí. Để làm gì? Để luyện cái tinh thần nó. Hành pháp là mình sẽ phần lớn hành trình này của mình là học theo phương pháp tự học là chính. Tự học là chính. Các buổi Zoom mở ra cũng để phục vụ cho câu chuyện mọi người vào Zoom tự học tự nói chuyện với nhau thôi, chứ ở đây cái kiến thức mới không có nhiều đâu cả nhà, những kiến thức mới không có nhiều nữa, bởi vì đã dạy đã chia sẻ hết rồi. Thì lần này là lần đã đào lại các buổi sáng của chúng ta, là sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu chúng ta vào Zoom chỉ với mục đích một phần nhỏ là chia sẻ lại với mọi người thôi, còn phần lớn là anh em tự chia breakout Zoom ra và các nhóm tự ngồi thảo luận với nhau thôi, đấy chia sẻ với nhau thôi, làm bài tập thôi. Quả xanh trong hành trình này nó không có cái kiến thức quả xanh mới nhiều nữa đâu, nó phần lớn là đào lại để nó sâu thêm. Sống hiệu quả là chúng ta xây dựng bản kế hoạch năm Pháp này, sống nâng đỡ là cùng đồng đội thực hiện này, sống cống hiến là cùng thực hiện cái chiến dịch Tết tử tế, sống tỉnh thức là luyện tinh thần thư giãn thả lỏng trọn vẹn lặng lẽ tinh thần huyền không cho mọi việc. Thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình từ 19 tháng 1 đến mùng 9 tháng 2.
Đấy, cái buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Còn cuối cùng, đây là cái chuỗi chương trình trước trong và sau Tết. Đấy. Thì 19 giờ ngày thứ ba này, chúng ta có buổi tổng kết năm 2023 là tối nay này. Rồi 19 giờ thứ tư là chúng ta có hội quân thủ lĩnh. Thì rất là mong anh chị em mình truyền thông sớm cái chương trình này cho các thủ lĩnh nắm được lịch và mình phổ biến lại. Đấy, và 19 giờ khai giảng Tết đào luyện. Đấy, thứ năm sẽ khai giảng Tết đào luyện. Đấy. Rồi 22 giờ thứ bảy, tức là ngày 30 Tết, chúng ta có một thời khóa ngồi thiền tụng kinh trước thềm năm mới, thì cái này không bắt buộc, khuyến khích các thủ lĩnh anh chị em tham gia thôi. Đấy, và có chương trình 1 giờ sáng đến 2 giờ 30, thì đây là chương trình rất mong các thủ lĩnh cùng nhau vào, cũng không bắt buộc, cái này cũng không bắt buộc. Đấy, nhưng mà khuyến khích mọi người, phát động mọi người vào để chúc Tết đầu năm mới. Mọi năm thì đều có, mọi năm thì đều có. Đấy, thì 1 giờ sau khi giao thừa 1 tiếng, anh chị em nào mà đi chơi với gia đình thì thôi mình cứ đi cho trọn vẹn, còn anh chị em nào mà mọi người ngủ hết rồi thì mình có thể lọ lọ mọ dậy cùng chúc Tết với thành viên trong câu lạc bộ cũng như là toàn bộ Liên minh Chữ Tết Việt Nam. Đấy nha. Đấy thì đấy là một số các hoạt động, và sau đó thì khoảng tầm mùng 4, mùng 5 tháng 2, tức là khoảng tầm ngày rằm đấy, 14, 15 âm lịch tháng 1, tháng giêng đi, thì chúng ta sẽ có một cái chương trình được mang tên là Temple Stay đầu tiên tại Hà Nội, tại miền Bắc. Chúng ta sẽ làm ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Đó. Thì sẽ có 2 ngày này, thì sẽ thông báo một số cái lịch cho các thủ lĩnh nắm được thôi. Rồi, mình phổ biến như vậy nha cả nhà. Chi tiết thì cũng muốn chia sẻ qua như vậy để hôm sau họp cho. Thì bây giờ cần các thủ lĩnh là truyền thông giúp mình cái chương trình hội quân thủ lĩnh sẽ diễn ra vào thứ tư. Đó, và nói cái tinh thần của việc Tết đào luyện với tất cả các anh chị em, truyền đạt lại cái điều này với mọi người. Đấy, thì cái ảnh ở đây thì tất nhiên là chi tiết là mọi người chọn cái mức độ tham dự nào thì nó phụ thuộc vào nguồn lực, thì sẽ được chi tiết vào ngày 19 tháng 1, sẽ chia sẻ lại với cả nhà. Hôm nay nói tương đối nhiều vấn đề, một số cái vấn đề liên quan tới cái tầm nhìn hơi dài, nên là đôi khi nó không thể chạm được, không thể bật hết lên được, bởi vì hôm trước anh em ở văn phòng BK mình chia sẻ cho 5 tiếng liên tiếp vì chiến lược, nên là anh em ngồi từ 2 giờ, từ 1 giờ 30 đến tận 7 giờ, anh em bị nhũn não. Hôm nay chỉ có 30 phút thôi chia sẻ với cả nhà thì không thể hết được ý toàn bộ tại sao lại làm như vậy. Ứng dụng từ nghệ thuật làm cộng đồng, rồi làm chiến tranh nhân dân đấy, rồi áp dụng vào trong cái việc này như thế nào thì cũng không 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 có nhiều cái điều kiện để nói với cả nhà sâu hơn, thì chúng ta cứ nắm bắt từng ý một thì được nha. Rồi, cảm ơn cả nhà, mời lại phần điểm phối tiếp theo cho Hồng Vân nha. Vâng ạ, cảm ơn thủ lĩnh Quang Minh ạ. Vậy chốt lại trong buổi hôm nay của chúng ta có quan trọng 2 nội dung chính, đấy là phải định hướng mục tiêu chính của năm 2023 của chúng ta, đấy là nhân bản chí, tinh hoa nhân và tối ưu tài vật. Thứ hai nữa là nội dung Tết đầu luyện. Thì trước khi triển khai đến cho toàn bộ liên minh thì ban tham vấn cũng có mong muốn là sẽ chia sẻ với các thủ lĩnh cụ câu lạc bộ trong câu lạc bộ điều hành trước, đúng theo tinh thần là
từng những hạt nhân và đúng lửa nhỏ trước ạ. Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng triển khai xuống phía dưới. Dạ. Và phần tiếp theo của em sẽ có khoảng 3 phút thì cập nhật thông tin với cả nhà. Thì chúng ta trước đây có kế hoạch là sẽ triển khai cho lại cái dữ liệu của câu lạc bộ thủ lĩnh mình, một là về danh sách nhân sự, hai nữa là về các dữ liệu dự án của 63 tỉnh thành ấy. Thì các cụ danh sách nhân sự các cụ đã triển khai đầy đủ. Thế ạ. Các cụ đã cập nhật thông tin khá là đầy đủ rồi. Thứ hai nữa là danh sách dự án của tất cả các dự án mà các cụ mình triển khai ở 63 tỉnh thành thì em thấy cũng chưa cập nhật đầy đủ hết ạ. Thì bây giờ các cụ của mình cùng bổ sung nha, để mình tổng kết năm 2022 xem là chúng ta đã trải qua những việc gì, ví dụ như là về nhân sự của cụ này, rồi những cái dự án mà chúng ta đã các cụ đã tư vấn và triển khai. Thì em cũng sẽ làm việc chia sẻ kết nối một một với cả các ban điều hành của các cụ để mình chốt lại cái danh sách này cuối cùng ạ. Và thứ ba nữa là chia sẻ với cả nhà trước về cái kêu gọi chúng ta cùng nhau đồng hành với Tết Tử Tế 2023, một cái Tết tối giản, thảnh thơi và trí tuệ. Thì trong cái chuỗi có thể là trong chương trình đào luyện sẽ có đề xuất với cả ban tham vấn có lồng thêm các hoạt động về Tết Tử Tế nữa. Hoặc là thứ hai nữa là nếu mà không thì chúng ta cũng sẽ ở trong câu lạc bộ thủ lĩnh ấy, cũng sẽ có những cái chương trình kêu gọi hay là các chiến dịch ấy, chúng ta cùng nhau triển khai về Tết Tử Tế 2023. Đây ạ, đây là một chương trình Tết Tử Tế 2023 do GS Talk đứng ra để là tổ chức chiến dịch. Thì GS Talk cũng đã gia nhập cùng với cả các dự án của Trí Tuệ Việt Nam. Và đây là một cái chiến dịch hết sức là ý nghĩa, là chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng và lan tỏa đến cộng đồng. Tết Tử Tế 2023 này là Tết không đồng, tối giản, thảnh thơi, trí tuệ. Và cụ thể sẽ có những nội dung chính như thế nào. Hai nữa là Tết không đồng. Thứ nhất là không đồng tình, tiêu xài lãng phí. Tết là dịp để cho đi, tiêu xài lãng phí ích gì bạn ơi. Đừng cho vật chất gọi mời, sống xanh biết đủ, muôn đời tự do. Thì dịp Tết này chúng ta có những cái hoạt động mà đi theo cái mục tiêu của GS Talk thì chúng ta có thể lan tỏa cùng, chia sẻ trên câu lạc bộ thủ lĩnh, rồi trên nhóm Tránh Kiến Hoa Gốc. Thì nội dung chiến dịch kêu gọi cụ thể thì là ban nguyên tố sẽ lên kế hoạch và gửi đến cho các thành viên câu lạc bộ thủ lĩnh và ban điều hành của mình ạ. Thứ hai là không đồng phạm thói quen ăn chơi này, thiền sách, đọc sách thảnh thơi. Tết không đồng phạm, ăn chơi đua đòi. Đừng lo ta sẽ thiệt thòi, có thêm trí tuệ, sáng soi con đường. Chúng ta có những cái hoạt động trong ngày Tết như thiền sách, đọc sách này, rồi hay là trồng cây, là những cái hoạt động mà ý nghĩa thì chúng ta cũng sẽ triển khai ở trong cái dịp Tết này ạ, đồng hành cùng triển khai. Thứ ba là không đồng nhất cảm xúc bên ngoài. Tết là dịp để hiểu thương, đừng vì có giận cản đường gần nhau, để quan tâm, để tâm quan sát trước sau, không cho cảm xúc làm đau chính mình. Không đồng nhất với những cái cảm xúc ở bên ngoài, sự vội vã hay là ăn chơi, rồi dễ dui kiểu chỉ có mấy ngày Tết thì mọi người cũng thường dễ dui bản thân mình ạ. Thì chúng ta là những thủ lĩnh đã học
tập đào luyện hướng theo ba gốc rễ rồi qua quan sát tiến trình tâm, thì nhân dịp này chúng ta cũng sẽ mượn mượn cái nhân dịp Tết, mượn cảnh để cùng đào luyện bản thân và lan tỏa ở với gia đình của mình hay là quan hệ xung quanh ạ. Không đồng điệu nói lời tiêu cực. Mùa xuân của những mầm xanh, Tết gieo lời nói chữa lành yêu thương. Dù điều tiêu cực muôn phương, ta không đồng điệu quên đường chê bai. Tiếp theo là không đồng hành với những cái mê, với những cái phong tục tập quán này, mê tín hủ tục. Tết này đừng giả ngu ngơ, rèn cho sâu sắc nghi ngờ thói quen. Không tin những trận đỏ đen, bỏ đi mê tín bao phen nhọc nhằn. Không đồng minh với những hành vi gây hại. Mùa xuân gieo hạt yêu thương, giữ cho sự sống, môi trường thêm xanh, đừng gây hại với tranh giành, rèn tâm ngay thẳng trong lành tự nhiên. Đấy ạ, đấy là những các hoạt động nội dung chính mà chiến dịch Tết Tử Tế 2023 kêu gọi mọi người cùng đồng hành triển khai ạ. Rồi ạ, xin cảm ơn các xin cảm ơn các thủ lĩnh đã có mặt trong buổi hôm nay ạ. Và nội dung chính cũng đã hết rồi, thì các thủ lĩnh có chia sẻ điều gì hoặc là có câu hỏi gì không ạ? Mình có thể đặt câu hỏi ha, không thì chúng ta sẽ kết thúc buổi họp của ban điều hành ở đây ạ. Dạ, vâng. Vậy trước khi rời Zoom thì các thủ lĩnh có thể gửi lại một cái dòng tin nhắn gì đấy cho bản thân mình hoặc là cho đồng đội, cho các thành viên trong ban điều hành cũ trong năm mới 2023 nha. Xin cảm ơn tất cả các thủ lĩnh ạ. Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô vờ, chẳng đường bước đi còn bơ. Đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Nhiều trông gai, nhiều lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm. Người xung quanh ta đôi khi thấy đơn độc. Nhiều gian nan, nhiều khốn khó, nhiều khi mây đen. Cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô vàn, chẳng được bước đi còn bơ vơ, và đỉnh núi cao vẫn đó chờ, chờ ngày.
vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang, vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ và đỉnh núi cao vẫn đó. Các thử nghĩ vào thời kỳ tuần này ạ, anh cũng đề nghị sản phẩm ở của con câu lạc bộ chủ tịch thứ tư của anh về chiến dịch và luyện 21 ngày để gen ạ. Xin chào tất cả các thủ lễ. Dạ, xin chào các thủ lĩnh và em xin được tắt zoom ạ.